cho các bạn. Bữa nay thầy sẽ nói về một cái ví dụ xây dựng một cái hàm liên thuộc M với một bài toán xác định. Thì để các bạn hiểu rõ hơn về cái hàm liên thuộc hoặc là xây dựng một cái tập M thì thầy trình bày cái bài toán này, thấy không? Và cái bài toán này thì thầy lấy từ cái bài giảng Logic M và ứng dụng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định. Đường link là như thế này ha. Ví dụ một bài toán người ta cho đó là có một cái tập hợp A mà các phần tử của nó là các ngôi nhà. Người ta yêu cầu hãy xây dựng cái hàm liên thuộc để thể hiện cái đặc tính là gần bãi biển của các ngôi nhà ha. Có nghĩa là đánh giá coi cái ngôi nhà đó có gần bãi biển hay không. Tập B là cái tập hợp các ngôi nhà gần bãi biển. Thì các bạn thấy rõ ràng là B này nè, nó là con của tập hợp A ha. B này là con của tập hợp A. A là một cái tập hợp rõ. Còn B này là một cái tập hợp M nè, tại vì gần bãi biển hay không đó là quan điểm của mỗi người ha. Và cái yêu cầu hãy xây dựng hàm liên thuộc thể hiện đặc tính gần bãi biển của các ngôi nhà thì nó tương đương với cái phát biểu là hãy xây dựng hàm liên thuộc để đánh giá mức độ gần bãi biển của các căn nhà. Tức là mình kiểm tra xem là một cái thành phần nó thuộc tập hợp A thì nó thuộc tập hợp B bao nhiêu phần trăm. Có những thành phần thuộc tập hợp A hoàn toàn không thuộc tập hợp B luôn. Có những thành phần thuộc tập hợp A và 100% nó thuộc tập hợp B luôn. Nhưng mà có những thành phần thuộc tập hợp A nhưng mà nó không hoàn toàn 100% thuộc tập hợp B. Nó chỉ thuộc tập hợp B có 50% thôi, tại vì B là tập M mà. Cái câu phát biểu này nè và câu phát biểu này là tương đương nhau. Đánh giá mức độ gần bãi biển của căn nhà thì cũng như là đánh giá mức độ tập hợp B, cũng như đánh giá mức độ thuộc về tập hợp B của mỗi phần tử tập hợp A. Thầy nói lại đó là mình đánh giá một cái ngôi nhà nó gần bãi biển hay không thì cũng tương đương với việc là bạn đánh giá cái mức độ thuộc tập hợp B của mỗi thành phần phần tử của tập hợp A, coi mỗi phần tử tập hợp A đó nó thuộc tập hợp B bao nhiêu phần trăm. Bây giờ theo quan điểm của một người thì họ thấy rằng á, những cái ngôi nhà nào mà cách cái bãi biển 200m thì chắc chắn 200m mà trở lại á, những ngôi nhà nào mà cách cái bãi biển 200m trở lại là chắc chắn là nó thuộc gần bãi biển rồi. Còn những ngôi nhà nào mà cách bãi biển từ 500m trở lên là chắc chắn là đã xa bãi biển rồi. Còn những cái ngôi nhà nào mà khoảng cỡ 500m tới 500m thì nó lơ lửng lửng, nó càng gần con số 200 tức là nó càng gần bãi biển, mà càng xa con số 200 là càng xa bãi biển. Và nếu đúng con số 500 trở lên là cái ngôi nhà đó chắc chắn là phải xa bãi biển rồi. Thì với cái suy nghĩ quan điểm như vậy thì người ta sẽ xây dựng cái hàm liên thuộc như thế này ha. Cái hàm liên thuộc của nó sẽ là cái đường màu xanh dương nè, và nó tương ứng với cái biến ngôn ngữ là gần ở là gần bãi biển á ha. Thì cái dựa vào cái khoảng cách của ngôi nhà tới bãi biển, người ta sẽ đối chiếu lên cái hàm liên thuộc này để người ta coi cái xác suất mà thuộc tập hợp B của cái ngôi nhà đó là bao nhiêu phần trăm. Chẳng hạn như một ngôi nhà mà nó cách bãi biển là 350 mét thì nó sẽ thuộc về tập hợp B, có nghĩa là gần bãi biển ở mức độ là 50%. Tại vì bạn đánh 350 lên đây nè, bạn chiếu qua thì ngay chỗ này nó sẽ là 0,5, mi bằng 0,5. Tức là mi của cái phần tử ngôi nhà đó là bằng 0,5, tức là ngôi nhà đó cách bãi biển là gần bãi biển ở mức độ là 50%. Nếu mà nó cách bãi biển 350m. Đây, nếu mà ngôi nhà đó cách bãi biển 350m thì nó sẽ 50% thuộc tập hợp B, chứ không có được 100% thuộc tập hợp B, nhưng mà cũng không phải là không thuộc tập hợp B một chút nào hết. Còn nếu khoảng cách ngôi nhà mà là 400m thì lúc này á, cái mức độ gần bãi biển của nó chỉ còn lại là 33% thôi, nó thấp hơn cái 50% khi nãy của cái 350m nữa. Gọi x là cái khoảng cách của ngôi nhà đến bãi biển thì mình thấy rằng x đó, nó chỉ có thể là nằm trong cái đoạn là từ 0 cho tới vô cùng thôi. Còn cái khoảng mà dưới 0 á là cái không có cái nhà nào mà ngay cái biển hết á. Thì mình thấy rằng xác suất để một ngôi nhà nó gần biển, có nghĩa là xác suất một cái phần tử của tập hợp A mà nó thuộc về tập hợp B á, nó sẽ lần lượt là
không, nếu mà x lớn hơn hoặc bằng 500 nè, bằng không nè, nếu mà x lớn hơn hoặc bằng 500 và bằng cái tỷ lệ như thế này, nếu mà x nó nằm trong cái đoạn từ 200 tới 500 ha, có nghĩa là mình đang tính toán cho cái khoảng này, với x nó di chuyển từ 200 tới 500 thì lúc này cái mi này nè, cái mi nó sẽ thay đổi từ 0 tới 1 theo công thức này. Còn nếu mà x nó nhỏ hơn hoặc bằng 200 và nó lớn hơn hoặc bằng 0, tức là nếu mà x nó nằm trong cái khoảng này, trong cái đoạn này đó, thì cái mi, một cái mi nó sẽ là bằng 1 ha. Các bạn để ý là ở chỗ này thì để là x lớn hơn hoặc bằng 500, mà chỗ này là x nhỏ hơn hoặc bằng 500. Như vậy nếu x bằng 500 thì sao? Thầy cố ý để như vậy để mình biết rằng đó là nếu x mà bằng 500, nếu x mà bằng 500 thì cái chỗ mi a nó bằng 0. Và đồng thời nếu x bằng 500, bạn thấy vô công thức này bạn vẫn thấy là cái số này nó bằng 0. Tương tự, nếu mà x mà nó bằng 200, bạn thấy vô đây thì bạn sẽ được cái mi a nó bằng 1. Còn nếu mà x mà nó bằng 200 á, thì nghiễm nhiên ở chỗ này nó cũng là bằng 1, cho nên nó trùng nhau. Do nó trùng nhau cho nên thầy cố ý thì để dấu bằng ở chỗ này, rồi dấu bằng ở chỗ này, rồi dấu bằng ở chỗ này, rồi dấu bằng ở chỗ này, để mình để ý cái chuyện đó. Như vậy nếu một ngôi nhà mà bạn biết được khoảng cách x thì bạn sẽ truy ra được, bạn biết được cái mi của cái phần tử đó, cái mi đó, phần tử là ngôi nhà, nó là bằng bao nhiêu. Và với cái mi bằng bao nhiêu đó thì bạn sẽ biết là cái ngôi nhà đó nó thuộc về cái tập B này bao nhiêu phần trăm, tức là nó gần bãi biển bao nhiêu phần trăm. Từ 0 tới 1, tức là từ 0% cho tới 100%.